chào quý cô chú anh chị cùng toàn thể các bạn. Rất vui được gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh tại thủ đô Hà Nội. Hiện tại Việt đang ở bên khu chợ Ninh Hiệp quý vị và các bạn. Hôm nay Việt sẽ mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng Việt đi một vòng. Cảm nhận cuộc sống kinh doanh buôn bán tại khu chợ Ninh Hiệp. Ngay đầu vào là khu của tòa nhà Tuấn Dung Plaza quý vị và các bạn. Cách đây 7-8 năm thì chưa có tòa nhà này, nhưng bây giờ tòa nhà đã hoàn thiện và cũng là nơi kinh doanh buôn bán các mặt hàng quần áo. Hình ảnh rất nhộn nhịp. Quý cô chú anh chị và các bạn lần đầu tới kênh của Việt, cho Việt một like cũng như subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất về thủ đô Hà Nội. Quý cô chú anh chị và các bạn nhấn vào chuông và quý vị chọn bấm rung chuông. Phải nói là thiên đường bán buôn bán lẻ quý vị và các bạn, rất nhộn nhịp. Các mặt hàng về quần áo. Cảnh kinh doanh buôn bán nhộn nhịp quý vị và các bạn. Mặc dù bây giờ là đầu giờ chiều. Các tòa nhà này, tòa nhà Vĩnh Phát mọc lên, được thấy thu hút rất nhiều các gian hàng. Hầu như ở ngoài này không biết chợ Ninh Hiệp, chợ ngành Ninh Hiệp ở trong thì phát triển có mạnh không, được thấy ở bên ngoài phát triển rất mạnh. Tòa nhà mọc lên, những hình ảnh rất nhộn nhịp quý vị và các bạn. Bây giờ trước màn hình quý cô chú anh chị và các bạn là chợ ngành Ninh Hiệp. Chợ ngành Ninh Hiệp ngày xưa và vẫn giữ được nét ngày xưa, nhưng mình thấy cảnh kinh doanh buôn bán có vẻ chậm quý vị và các bạn, nhìn có vẻ buồn hơn. Kiến trúc thì vẫn còn giữ nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng Việt đi một vòng. Quanh chợ các cửa hàng bán vải ở trong này thì thấy chậm
chợ trong này vẫn giữ được nét như ngày xưa quý vị và các bạn. Các quầy bên chợ Ninh Hiệp thì có các mặt hàng như vải này, có những mặt hàng mới quý vị và các bạn, và có cả những mặt hàng kiện, những cây vải hoặc là những mét vải kiện mà không được may nên thành quần hay thành áo, thành váy của các thương hiệu có thể được nhập về chợ Ninh Hiệp. Quý vị và các bạn chọn được rất nhiều chất vải như ý, nhưng mà việc thấy vắng, các cửa hàng ở bên ngoài quá nhiều. Các cửa hàng bên ngoài nhiều nên thu hút một lượng lớn khách hàng đã mua ở bên ngoài và cũng ngại vào chợ. Các bạn nhiều cửa hàng cũng bỏ không kinh doanh. Trong chợ một số quầy đã bỏ, các quầy còn không thiết tha để bày ra bán đấy. Ngay bên góc chợ thì có các cửa hàng bán đồ ăn quý vị và các bạn. Với clip trước Việt sẽ gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh thì ở bên trong khu chợ vắng hơn. Hey!
xin cảm ơn quý cô chú anh chị cùng toàn thể các bạn đã cùng Việt đi một vòng chợ lành Ninh Hiệp, cảm nhận những hình ảnh ảm đạm ở xung quanh chợ này so với cửa đêm trước thì ở đây ảm đạm hơn rất nhiều. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở các cửa đêm tới của Việt.